Ở đoạn video ghi lại cảnh khắc núi sạt lở ở Quảng Nam, khoảng 14:30 phút ngày 11 tháng 11, nhóm người đi bộ trên đường quốc lộ 40B, đoạn gần thủy điện Sông Chanh 2, thì bị núi sạt lở, vùi lấp. Hậu quả khiến 3 người bị thương, 1 người mất tích. Chả là ở dưới này là buồn chả là ở miếng đất thằng đi dưới theo chân miếng rồi đó. Rồi, 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 rồ